Thấy sân lên là đẹp không ạ ha? Đẹp. Đẹp hả? Màu đẹp ha? Đó, cô chú anh chị, đây là cửa phòng nhà Dung Sơn lên rồi đó cô chú anh chị. À, đây là cái màu màu xám xanh. Cửa phòng, cửa là màu đen thôi. Đây là sơn xong hết rồi đó cô chú anh chị. À, bây giờ là đợi cho nó khô nó xong, cái này là ba lớp nha, ba lớp nó mới bích như vậy á, chứ ổng lấy sơn nhưng mới đầu mình sơn hai lớp, nhưng mà hai lớp thì nó không có kính. Còn thấy cái nền, nó thấy cái nền trắng ở trong đó cô chú anh chị. À, cái phòng này tại vì còn để sơn đồ cô chú anh chị ơi, ổng còn làm nữa. À, lên rồi là nhìn ok ha mẹ. Dung đi Paris xong á cô chú anh chị, ở nhà ông xã Dung mua cái máy lau nhà, lau biết cái chứ nguyên cái này lau tay không biết nào mới xong, mới mua cái máy lau nhà cho Dung đó. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katija Đồ Cuộc Sống Pháp. Đây là món vịt quay nguyên con đó cô chú anh chị, mà là vịt rút xương á. Thì hôm nay Dung làm vịt quay với lại tôm lăn bột chiên cho mẹ. Thì mẹ ăn trước khi mẹ về đó cô chú anh chị. Mẹ Dung thương các cháu lắm cô chú anh chị, nhưng mà mỗi tội cái là không có trò chuyện được với hay các con thôi, nói thì nhiều khi ra dấu hay là chỉ cái này chỉ cái kia thì cũng hiểu cô chú anh chị. Nhưng mà mẹ Dung là ít nói lắm, mà kiểu như thương con thương cháu thì cũng ôm ấp đồ này kia thôi. Với hai đứa nhỏ con Dung là cái kiểu như nó tự giác á cô chú anh chị, tại từ nhỏ lớn là quen rồi mà ba mẹ làm thì giờ thả lan đó. À, bây giờ có phòng đồ này kia tụi nó cũng chơi đồ chơi của nó này kia, lâu lâu thì mình dầm chừng nó thôi, chứ kiểu như phải là phải có người túc trực dòm nó, chứ lại tụi nó cũng không có phá nữa. Ngoài hết hả? Ngoài có ăn cơm không? Ngoài ăn cơm thử không? Cái này là nước chấm nước vịt nha. Ăn cơm. Có muốn cơm còn lại nhé. À, đó đây nước cơm đi, mang đi xi. Cái con này
lắm, chồng. Chị ghét lắm. Tu veux voir dans les mains la bouche? Oui. Tu veux le canard? Oui. Tu manges le canard, toi? Trưa thứ bảy, người ta đi chợ trong làng đó cô chú anh chị, người ta về rất là trễ. À, cho nên thường thì họ mua đồ ăn đem về ở chỗ Dung nhiều hơn là ăn ở sảnh. Trừ khi nào mà đôi đông gia đình thì khách họ đặt trước thôi. Dung thì bán đem về, ông xã Dung thì có khách, người ta đợi đồ ăn đó cô chú anh chị, cho nên là mình cũng không bỏ khách một mình được. À, rồi thành ra hai vợ chồng để cho bà cháu ăn trước. Thank you.
Đi làm Việt Nam đó Lui. Lui. Đi về với bà ngoại nha. Lui. Lui luôn. Em. Bà ngoại hỏi. Đi về với bà ngoại nha. Về Việt Nam đó. Việt Nam nha. Đi không? Bà Việt Nam. Chị tỏ. Không biết. Không biết. Em. Sao? Em biết. Về Việt Nam nha. Nam về. Đi với bà ngoại nha. Yêu sĩ bán cơ. Bà ngoại không biết mà. Không biết rồi. Yêu sĩ bán cơ. Ê, con không biết. Ha. À. Thế sao? Cái này là con làm dịch quay. Ngồi đi. Hả? Có ướp gì không? Ướp. Nước này. Ừ. Quay. Nước ngọt lắm. Ê, sao con? Sao rồi? Nó đi ra con được không?
Đi nữa à? Đi vào đi nữa à? Đi. Đi nữa à? Xin đi. Chưa thích cảnh là nhỏ. Sao là thầy biết cái bụi đen của tôi. Bây giờ sau khi che bánh bán xong
không á, cô chú anh chị ở nhà mình lại ăn tiếp tráng miệng, bây giờ mới có thời gian ăn tiếp. Mẹ không ăn cái kem á thì mẹ mới gạt cái kem qua. Mais le tour, il y a moins de gâteaux, il y a beaucoup de chantilly cette fois-ci. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn tráng miệng với gia đình Dung nhé. Xin chào cả nhà. Chào rồi, giờ mẹ ăn tráng miệng rồi mẹ chồng nữa. Buồn cái là Linh, Linh ba cái gì là không có dẫn mẹ đi được shopping thôi. Shopping để đi mua sắm á. Con nguyên cái con đường mà đối diện cái dòng vô vậy nè, cái ạc đồ khí ông phở á. Mà buổi tối còn đi mua hình á. Buồn cái vậy thôi. Mà để lần sau, lần sau bà ngoại đi qua. Đi tiếp. Về cũng như đó đầy cái gì mà. La prochaine fois, mamie. Viens t'aider. Allez, papy. Tous les deux, allez, papy. À Paris, tous les deux, allez, papy, hein? Deux jours. Si papy vient deux jours, il est mort.